việc học tập sẽ như thế nào nếu chúng ta tận dụng công nghệ kỹ thuật. Đây là một ngày trong một tương lai không xa. Cái nhìn ở một ngày trong cuộc sống của học sinh, gia đình, giáo viên và nhân viên của trường công lập Seattle. Kết nối. Thêm dữ liệu được dẫn đến. Không chắc chắn cách làm biểu đồ cho dữ liệu. Hy vọng một trong những người này có thể giúp. Mẹ tôi luôn vào trang web của trường để biết tôi đang học gì, sau đó bắt đầu kiểm tra ở nhà vào buổi sáng. Bài tập môn địa lý con làm đến đâu rồi? Rất tốt ạ. Cùng với việc nhìn thấy bài tập của con chúng ta còn có thể dễ dàng kết nối lịch trình của gia đình với lịch trình của trường. Trong một ngày làm việc dài, tôi vẫn có thể biết được các con đang làm gì ở trường. Chào ba, chúng ta có cần tải sách xuống tối nay không? Có ạ. Tôi thích vì tôi có thể làm nhiều việc với mấy vi tính cầm tay tôi có từ trường. Micah, bạn có thể giúp tôi với đồ thị này không? Giống như nhận được sự giúp đỡ từ Jan, một học sinh cấp 3 dị kẹp. Micah, đây là một ví dụ về đồ thị. Học nhóm. Chúng tôi đang thiết kế một app để dạy khoa học cho học sinh cấp 2 như Micah. Mỗi nhóm trong lớp làm việc cho một phần của dự án. Nhóm này đang học về các ti lập thể. Và các bạn này đang soạn nhạc cho app, trong khi các bạn này đang tạo các tác phẩm nghệ thuật. Tôi đang kết nối trên mạng với người tạo app. Anh ấy đang chỉ cho chúng tôi cách tạo và thử nghiệm app. Không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ chia sẻ phiên bản beta với lớp của Micah. Tôi sẽ gửi cho bạn một số links để bạn có thể tải và bắt đầu làm việc. Liên lạc. Một số học sinh trong lớp đang tạo đoạn phim ngắn hoặc thuyết trình cho dự án của họ. Nhóm của chúng tôi tạo một ebook. Chúng tôi vui nhưng có chút lo lắng vì dự án của chúng tôi sẽ được chia sẻ với cộng đồng, bao gồm các nhà khoa học gia. Bạn học của chúng tôi đang bị bệnh, chào Lindsay, nên chúng tôi liên lạc với bạn ấy để chia sẻ những gì chúng tôi đang làm. Người học là học sinh. Sử dụng kỹ nghệ, tôi có thể đánh giá việc tiến bộ của học sinh ngay lập tức để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và chính xác. Lớp học của chúng tôi được thiết lập với các góc thuyết trình, góc làm dự án và góc yên lặng. Lớp học được thiết kế cho tất cả học sinh. Tham gia. Bài tập của học sinh cho chúng tôi biết trình độ của học sinh so với tiêu chuẩn của tiểu bang. Đúng rồi, Micah sắp phải thi. Khi nào thì có thông tin về kỳ thi tới? Đến giờ để xem mấy đứa con đang làm gì. Các con tôi thích tham gia vào các dự án thiết kế theo sở thích của họ trong lớp. Chúng tôi sử dụng nhạc để học toán. Tôi sử dụng app này để giám sát mục tiêu của tôi trong thể dục. Tôi có thể chia sẻ thông tin này với huấn luyện viên của tôi. Mặc dù thông tin về thể dục của chúng ta nên được giữ kín, nhưng chúng ta có thể chia sẻ mà không để tên với người khác trong lớp. Bạn có muốn nhìn thông tin về sức khỏe của chúng tôi không? Tôi quên gửi tin nhắn cho Micah. Bạn có nhận được cái app chưa? Đã nhận được. Giáo án. Chúng tôi muốn tập trung trước tiên vào việc tập trung ban đầu và sau đó là tập trung sâu hơn. Học sinh có thể sử dụng các công cụ họ cần, đôi khi là trừu tượng, đôi khi là thực tế. Chúng tôi thu thập rất nhiều thông tin. Điều thú vị là chúng tôi cần dùng dữ liệu chúng tôi thu thập tại nhà của chúng tôi. Sau khi xem xét dữ liệu, tôi sẽ chia sẻ với lớp cái app khoa học mà lớp của Jan đã làm. Cùng nhau làm việc, chúng tôi tạo ra một giáo án và đăng trên mạng để giáo viên toàn nha có thể tham khảo.
Chúng tôi cũng thiết kế nhiều dự án để học sinh có thể đóng góp vào tài nguyên học tập. Mọi lúc, mọi nơi. Em trai tôi và tôi có thể làm các dự án trong lớp dễ dàng, ở trường và ở nhà. Ngày mai, một lớp bí mật sẽ tham gia cùng chúng tôi trên mạng. Vì thế hôm nay chúng tôi nghĩ các câu hỏi để đoán xem họ từ đâu đến. Trong giờ đọc của gia đình, tôi thường có thể tham gia. Chào ba. Muốn bắt đầu đọc. Ok, có một ngày tốt các dạng của cuộc sống. Tôi thích sử dụng công cụ thông dịch. Tuyệt vời, con có thể dịch nó như thế sao? Đó là một ngày trong cuộc sống tại Seattle có thể giống như vậy. Nếu như chúng ta có thể tận dụng khoa học công nghệ. Đây chỉ là tầm nhìn. Sử dụng công nghệ kỹ thuật, học sinh Seattle sẽ được trang bị tốt và tham gia tốt trong việc học tập. Từng học sinh có một công cụ với khả năng thu hình, thu âm, gửi tin nhắn và khả năng lên mạng để họ có thể sử dụng bất kỳ khi nào và nơi nào họ đang có mặt.